Chào mừng các bạn đã đến với tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Kim Tử Long được biết đến với sự nghiệp nghệ thuật đình đám cũng như có đời tư tình cảm khá phức tạp. Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, ông Hoàng Cải Lương tìm được hạnh phúc bên nghệ sĩ Cải Lương là Trinh Trinh. Ngoài hai người con trai, anh còn gây chú ý khi có ba cô con gái xinh đẹp và tài giỏi. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Bên cạnh Mai Ca theo đuổi hoạt động nghệ thuật, cô con gái thứ của nghệ sĩ Kim Tử Long và người vợ thứ hai cũng khiến cộng đồng mạng chú ý. Được biết Gia Hân sinh năm 2002, hiện đang học lớp 12 tại một trường trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh và chuẩn bị thi đại học. Gia Hân còn được biết đến là cháu gái của danh thủ Hồng Sơn. Dù hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, nhưng mỗi khi Gia Hân đăng tải hình ảnh luôn gây bất ngờ khi nhan sắc xinh đẹp, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ không những vậy cô còn sở hữu chất giọng nội lực hoàn toàn có thể làm truyền nhân của ông hoàng cải lương trước đây kim tử long cũng từng tự hào chia sẻ đoạn clip lần đầu đưa con gái ra hân đi thu âm ca khúc ước gì ai cũng khen con gái anh có chất giọng tốt và mong cô bé có thể tiếp bước sự nghiệp của người cha nổi tiếng tuy nhiên ông hoàng cải lương cũng tâm sự rằng không khuyến khích con theo nghệ thuật vì vô cùng gian nan và vất vả hay thì mình chưa thể tự tin là hay được nhưng con có chất giọng thì mình sẽ ủng hộ bằng cách tạo điều kiện cho cháu đi thu âm thử. Nếu thấy chất giọng tốt thì mình sẽ cho đi học thanh nhạc. Tôi không khuyến khích đâu vì nghề này gian nan lắm, nhất là con gái nữa, tôi chỉ khuyên thôi. Nếu con thích thì phải theo đuổi tới cùng, còn nếu chỉ thích hời hợt thì không nên. Gia Hân nói vẫn muốn thử sức ở lĩnh vực ca hát, con cũng chỉ mới phát triển trong khoảng 2 năm nay thôi. Giọng bắt đầu vỡ ra và có âm vực tốt. Trong ba đứa con gái thì nó là đứa ca hay nhất, thích hát nhất. Kim Tử Long cũng chia sẻ, dù có năng khiếu nghệ thuật nhưng Gia Hân lại khá rụt rè, không tham gia các hoạt động nghệ thuật vì bị áp lực là con của ông Hoàng Cải Lương. Giọng ca tình mẹ cũng cho biết thêm, con gái học lực ở mức khá chứ không phải giỏi xuất sắc và anh cũng không gây áp lực cho con ở việc học. Anh cũng cho biết không ép buộc con phải theo cải lương nhưng vẫn sẽ ủng hộ hết mình cho con gái theo bất cứ loại hình nghệ thuật nào. Nghệ thuật thì bao la, mình học hỏi không bao giờ hết được. Bản thân tôi dù có trở thành ngôi sao tôi còn phải học hỏi, phải tìm tòi học hỏi thêm để làm cho lĩnh vực của mình tốt hơn. Tôi chỉ mong con mình khi chọn một lĩnh vực nào đó sẽ dốc tâm sức và cố gắng trau dồi, luyện giọng và học hỏi để đẩy chất giọng, tiềm năng của con tốt lên mà không chạy theo thị hiếu. Kim Tử Long cho biết anh may mắn khi các con luôn hòa thuận và yêu thương nhau, không có khoảng cách hay phân biệt giữa con riêng con chung. Nam nghệ sĩ sinh năm 1966 tâm sự, anh cố gắng đối xử tốt với các con, yêu thương con bằng cả trái tim. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất vào trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!